Đây, một chiếc hộp mà ngày hôm nay mình mới nhận về. Gọi nhiều lần thuê bao. Rồi, do là một vài ngày bận việc nên là mình chưa nhận được cái chiếc máy từ VNPost gửi về. Cái sản phẩm này gửi từ đây, tỉnh Sóc Trăng luôn nhé anh em nhé. Sóc Trăng. Và hello, xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau là unbox một cái hộp sản phẩm gồm hai chiếc máy Samsung Note 5 trị giá 1 triệu 3 và Samsung J7 2015 trị giá là 500k. Được không nào? Và nó được đóng trong một cái chiếc hộp như thế này. Suýt nữa thì cái đơn hàng này phải hoàn về rồi. Và đây, chúng ta sẽ cùng nhau unbox mở hộp nhé. Cái hộp gửi xa nó bị méo xộc xệch như thế này, nhìn nó bất ổn quá anh em ạ. Rồi, mở cái hộp này thì cũng không khó lắm. À, bên trong này có một củ sạc của Oppo. Ui, củ sạc rất là nhẹ nha anh em nhé, rất là nhẹ. Nó có một cái nguồn ra rất là thấp, đó là 5V 1A thôi. Ui trời, củ sạc rất chậm nhé. Cùng với đó là một cái dây sạc micro. Mình sẽ mở cái chiếc máy này ra trước này. Có ốp đi kèm. Đây là Samsung Note 5 nhé. Không biết là ngoại hình có tốt không, nhưng mình nhìn trong ảnh thì nhìn thấy cũng vẫn khá là mới đấy. Đây, có dán kính cường lực này. Có dán kính cường lực luôn. Cái bút này thì nghe có vẻ, à đây, chắc là nó cũng hơi lỏng một chút. Ngoại hình còn khá là mới. Ngoại hình tốt ghê đấy. Ở phía góc này thì nó hơi bị cấn nhẹ một chút này. Hơi bị cấn nhẹ một chút. Chân sạc nghe vẫn còn khá mới nhá, ít khi bị sạc hay sao ấy. Ngoại hình bóng bẩy khá tốt luôn. Mở sáng màn hình xem nào. Đó, Samsung Note 5. Cái nút home này. Nút home thì cảm giác nó hơi bị trầy xước. Đó. Và cái chiếc máy này thời điểm năm 2015 thì phải. Nó có giá khá là cao. 20 triệu. 19-20 triệu. Và đây là một cái chiếc máy mà mình cũng hơi thù hằn với nó. Tại sao mà lại nói là thù hằn? Bởi vì là một thằng bạn của mình nó đã mượn cái chứng minh thư để đi mà mua cái sản phẩm này thông qua Home Credit nhé. Home Credit. Mua là mua mua trả góp anh em ạ. Mua trả góp sau đó thì nó không trả tiền mình chứ. Nó trả đến tháng thứ 3 thì nó bùng. Đó, cay thật sự. Và sau đó thì mình phải trả cái chiếc máy này rơi vào tầm khoảng là 5 triệu, hơn 5 triệu. Do là trước đó thì nó cũng đã cọc là 10 triệu rồi thì phải. Thì nó trả được tầm khoảng 3 tháng thì nó lại bùng mất. Thế là mình mất bạn, mất luôn cả tiền. Khá là cay. Đó là một cái kỷ niệm rất là khó quên với cái chiếc máy Samsung Note 5. Thôi, cũng là một cái bài học nhớ đời của mình. Ở đây thì chúng ta được tặng kèm một cái ốp như thế này cũng khá là đẹp nhé. Máy thì rất là mới. À quên đấy, chưa kiểm tra, chưa test xong. Đang mải kể câu chuyện quá mà quên không test. Đây, anh em có thể nhìn thấy được rằng là camera ở đằng sau của nó nhìn vẫn rất là sáng và trong. Chụp độ chi tiết cao phết nhỉ. Camera trước này vẫn sáng đẹp, ok đấy. 1,3 triệu mà. Thử xem là cái bộ nhớ trong của nó là bao nhiêu nhá. Đây, thông tin thiết bị này.
Samsung Galaxy Note 5. Tên thiết bị, thông tin phần mềm. Nó đang chạy trên một cái phiên bản khá là cũ rồi, phiên bản Android 5.1.1. Ở đây thì tình trạng pin này. Pin là 3000 mAh, bộ nhớ xem này. Dung lượng bộ nhớ tổng chỉ là 32GB thôi mà shop lại nói là 64GB. Không ổn. Này không ổn à? Chắc phải khiếu nại lại shop thôi. Cảm ứng thì chắc là nó vẫn ngon thôi, không có hề vấn đề gì cả. Đó, vẫn rất là ok nhé. Vẫn rất là ok. RAM 3 bộ nhớ là 32 thì phải. Mình chưa kiểm tra RAM, sau thì mình sẽ check lại nhé. Rồi, giờ đến với Samsung Z7 2015. Nó lại còn phiên bản 2015 nữa. Với sản phẩm này thì chúng ta cũng vẫn có ốp. Phải không nhỉ? À không phải ốp đâu anh em ạ. Đây là nó bị bong chóc. Nhìn thì cứ tưởng là ốp cơ, nhưng mà không phải. Rồi, cuối cùng thì nó cũng đã thoát ly ra được khỏi cái túi này. Khó quá. Quấn chặt thật đấy. Đó, về ngoại hình thì anh em có thể nhìn thấy rằng là cái chiếc Samsung Z7 2015 này nó bị chóc cái viền này rất là nhiều rồi nhé. Chóc viền rất nhiều. Cái này thì có lẽ rằng chúng ta cần phải vệ sinh lại nó thôi. Đúng nào. Chiếc máy này thì rơi tầm khoảng là 88% thôi. Bây giờ thì mình đang khởi động lên mà nó còn chưa lên đây. Bấm giữ nãy giờ không lên anh em ạ. Mình sẽ thử cắm sạc nhé. Sẽ thử cắm sạc xem là nó có lên không. Rồi, có lên sạc. Với cái chiếc máy này thì mình sẽ cần một khoảng thời gian. Vẫn 74% này. Bấm lại không lên nguồn. Cay thật sự. Máy này bị làm sao rồi anh em ạ. Vẫn còn 74% nhưng bấm không lên nguồn. Cái chiếc máy này rất là giống với cái chiếc Samsung Z5 Prime của mình hôm mà bạn Khoa bạn gửi. Chiếc máy này thì còn pin rời cơ. Ôi giời. Này thì không tiết máy trước à. Rồi. Chiếc Z7 2015 này đã có vấn đề nhé. Không bật lên nguồn được. Thôi, mình sẽ kết thúc video ở đây thôi. Sau đó thì mình sẽ khiếu nại với shop về cái chiếc máy Z7 2015 cũng như là chiếc Samsung Note 5. Do là cái bản máy của nó ban đầu báo là 64GB mà bây giờ lại kiểm tra chỉ có là 32GB thôi. Đúng nào? Rồi, rất là cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.